mọi người vài phút tôi giới thiệu về bản thân mình. Tôi tên là Lương Thị Phương Dung, năm nay 34 tuổi. Ra đến trước đây thì tôi công tác ở bên Tổng cục Môi trường mà có tham gia đào tạo ở bên Đại học Tài nguyên Môi trường khoảng trong vòng 10 năm đến năm 2017. Thì sau đó thì có tôi nhân duyên, lúc đấy thì sức khỏe tôi rất là kém. Thế lúc gặp anh Cường thấy là khi mà tôi bước chân ở văn phòng Siri, khi mà đóng cửa lại thì tôi cảm thấy rất là chóng mặt. Vì trước đấy tôi rất thấp và người nó yếu nên là hay có cái cảm giác là say xe. Vì thế cho nên là cứ vào một cái không gian kín mà đóng cửa và có điều hòa là tôi cảm thấy rất là chóng mặt và khó chịu. Thì cứ mỗi lần lên Siri tôi lại bảo là sao lại chóng mặt khó chịu như thế. Mà lần đầu tiên lên thì khi nghe anh Cường chia sẻ thì tôi cũng không có niềm tin lắm. Thì lần đầu tiên được nghe nói về thực phẩm chức năng và ở tập đoàn nó lạ nên tôi cũng biết. Tuy nhiên mà tôi nghĩ là đúng là người ta có cái câu nói giây phút bạn ra quyết định thì số phận bạn đã thay đổi. Tuy rằng mình không có đủ niềm tin nhưng mà không biết là phải tin vào cái gì nữa. Vì tôi đã điều trị rất là lâu, rất là nhiều rồi và bảo là thôi cứ thử một lần này nữa đi. Và khi tôi sử dụng cái chương trình gan của Siberia thì cái giai đoạn đầu tiên độc tố đào thải cực kỳ nhiều và tôi đã phải nghỉ ở nhà 3 ngày vì là quá mệt mỏi không thể đi làm được. Nhưng mà không ngờ đến tháng thứ 2 thì bắt đầu mọi thứ được cải thiện dần dần, da mặt mình sáng ra và nó rất là rõ ràng. Và thế tôi có sử dụng cho gia đình vì bố tôi bị tai biến và mẹ thì bị xương khớp rất là nặng. Thì sau khoảng tầm 9 tháng cho hai gia đình sử dụng thì bố tôi đã hoàn toàn các cái dấu hiệu mà của tai biến ở trên não, cái vết tụ máu ấy đều là tan hết. Và sau đó thì đến năm 2018, tức là năm trước ấy, thì tôi đã quyết định là sẽ kinh doanh chuyên nghiệp tại tập đoàn Siri. Vì những cái giá trị mà Siri đang mang lại cho bản thân, gia đình mình và tất cả những người xung quanh mình thì tôi thấy rằng mình cần phải là một người đi chia sẻ điều này để cho tất cả những người có đủ nhân duyên và biết đến Siri. Đấy là hôm nay tôi cũng rất là vinh dự.